Cũng trong chiều nay, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp ông Haruhiko Kuroda, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, và ông Jose Rini Almendrez, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Philippines. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng về sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và ADB trong thời gian qua trên cơ sở đối tác phát triển tin cậy, đánh giá cao sự quan tâm của ADB đối với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Chủ tịch nước đề nghị ADB, ngoài các dự án đầu tư hạ tầng giao thông, xóa đói giảm nghèo, quan tâm hỗ trợ nhiều hơn cho lĩnh vực bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu, cải cách tài chính ngân hàng, cải cách hành chính, đổi mới phát triển doanh nghiệp nhà nước. Về phần mình, Chủ tịch ADB đánh giá cao các kết quả tích cực mà Việt Nam đạt được trong việc triển khai các giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội nhằm duy trì phát triển bền vững của nền kinh tế, cam kết tiếp tục duy trì hỗ trợ vốn và kỹ thuật cho Việt Nam, cũng như tích cực phối hợp với các ngành chức năng của Việt Nam tiến hành giải ngân có hiệu quả các dự án. Tại cuộc tiếp Bộ trưởng Bộ Năng lượng Philippines, ông Jose Rini Almendrez, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những thành tựu của Philippines trong lĩnh vực phát triển năng lượng tái tạo và năng lượng thay thế, được thế giới ghi nhận, mong muốn Philippines chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong lĩnh vực này, đặc biệt là việc phát triển công nghệ và ứng dụng rộng rãi năng lượng sạch trong giao thông vận tải, sản xuất công nghiệp và phát triển nông thôn. Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam sẽ tích cực nghiên cứu các đề xuất của Philippines về đầu tư trong một số lĩnh vực, trong đó có thăm dò và khai thác dầu khí tại Philippines, phù hợp với lợi ích của cả hai nước, trên cơ sở luật pháp của mỗi nước và luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.